Đình Bắc trở lại trước trận đấu Việt Nam bị Iraq. Sáng ngày 21 tháng 1, đội tuyển Việt Nam có buổi tập gym rèn thể lực, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Iraq thuộc lượt cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2023. Tin vui đến với đội tuyển Việt Nam khi tiền vệ Nguyễn Đình Bắc đã bình phục hoàn toàn vấn đề về cơ để sẵn sàng trở lại tập luyện cùng với các đồng đội. Điều đó giúp cho những chiến binh sao vàng có lực lượng tốt nhất hướng đến trận đấu danh dự với đội tuyển Iraq trước khi chia tay vòng chung kết Asian Cup 2023. Trước đó, Đình Bắc đã thi đấu vô cùng ấn tượng trong trận Việt Nam thua 2-4 trước Nhật Bản tại lượt trận đầu tiên. Anh đóng góp một bàn thắng sau cú đánh đầu ngược bất ngờ tung lưới thủ thành Suzuki, khởi đầu cho màn trình diễn nỗ lực, cố gắng và đáng khen của đội nhà. Ngoài pha lập công này, Đình Bắc cũng có một số tình huống cầm bóng qua người đầy tự tin dù cho đối thủ là Nhật Bản đầy hùng mạnh. Trong đó bao gồm pha sâu kim để vượt qua Suragawa bên phía Nhật Bản. Tiếc thay, đúng vào thời điểm Đình Bắc có phong độ cao, anh lại không may gặp chấn thương cơ. Chính vì điều này khiến Đình Bắc không thể góp mặt trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Cũng liên quan đến lực lượng của đội tuyển Việt Nam, hai trường hợp phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Indonesia là Phạm Tấn Hải và Nguyễn Văn Tùng vẫn đang ở trong diện theo dõi. Cả hai gương mặt này đều đá chính trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu, Tuấn Hải và Văn Tùng lần lượt bị chấn thương và buộc phải rời khỏi sân. Chiều cùng ngày, huấn luyện viên Philippe Chuje tạo điều kiện cho toàn đội được nghỉ ngơi. Đây cũng là quãng thời gian cần thiết để tất cả tìm lại sự thoải mái, giải tỏa áp lực để hướng đến trận đấu với Iraq vào ngày 24 tháng 1 tới. Nói về trận đấu với đội tuyển Iraq, huấn luyện viên Philippe Chuje chia sẻ: "Chúng tôi không được phép từ bỏ, phải duy trì tinh thần chiến đấu trong mọi hoàn cảnh." Về phần mình, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng không để nỗi buồn xâm lấn quá lâu. Họ đã đủ trải nghiệm để hiểu rằng trong bóng đá, vinh quang và cay đắng đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Điều quan trọng là toàn đội cần phải cùng nhau vượt qua khó khăn để hướng về những kết quả tích cực đang chờ ở phía trước. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải, cầu thủ đã phải rời sân vì chấn thương ở cuối hiệp một trận đấu với Indonesia, chia sẻ: "Chúng tôi ai cũng đều đã nỗ lực hết mình, nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để tiến bộ hơn trong mỗi ngày, để đáp ứng tốt hơn với lối chơi mà huấn luyện viên trưởng Philippe Chuje đang xây dựng cho đội tuyển. Mong rằng người hâm mộ sẽ dành cho đội tuyển sự tin tưởng và ủng hộ không chỉ thông qua một trận đấu mà trong cả một quá trình, bởi chúng tôi vẫn đang trên con đường để tiến gần hơn với trình độ của bóng đá đỉnh cao châu lục. Hãy cùng nhau đồng hành và cùng nhau phấn đấu." Yeah.